Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt, có tuổi đời tới 70 triệu năm. Vâng, chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Vâng, đây là mẫu Geograph Rainforest của thương hiệu Louis Moinet. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ đặc biệt nằm trong bộ sưu tập Geograph. Và mẫu đồng hồ này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 120 chiếc mà thôi. Vì chiếc đồng hồ này sử dụng một nguyên liệu cực kỳ hiếm và rất khó kiếm. Trước hết thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu từ bộ vỏ đồng hồ. Bộ vỏ đồng hồ kích thước 45mm khá lớn. Và không chỉ lớn, nó còn khá dày. Đây mọi người thấy chiếc đồng hồ rất là dày. Cái phần kính vòm lên như này lại càng tạo cảm giác chiếc đồng hồ dày hơn nữa. Bộ vỏ thì được làm từ hai chất liệu vàng hồng đây và thép. Và bạn có thể thấy là chiếc đồng hồ này có rất nhiều góc cạnh và được ráp từ rất là nhiều thành phần khác nhau. Vành bezel này đều vặn với những ốc vít này. Và phần cạnh bên này cũng có đường gờ lên, đó cũng là một khớp nối khác. Vâng, chúng ta có núm chỉnh giờ và núm bấm chronograph ở vị trí quen thuộc thôi. Núm bấm chronograph thì cũng có được làm từ hai chất liệu vàng hồng và thép. Bên cạnh đó thì ở đây bạn thấy là những cái họa tiết giống như là hình trái đất. Và núm chỉnh giờ chúng ta có logo thương hiệu Louis Moinet quen thuộc. Đặc biệt hơn thì phần này đây, phần bảo vệ núm chỉnh giờ, các bạn thấy là chúng ta có một cái phần gờ lên. Và đây là cơ chế độc quyền của Louis Moinet giúp bảo vệ cái núm chỉnh giờ này khỏi những va chạm bên ngoài. Và khi có va chạm thì cái cơ chế này nó sẽ bảo vệ cái trục núm chỉnh giờ và tránh những hy tổn đáng tiếc đến bộ máy. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu mặt số. Đây là chi tiết đặc biệt nhất trên đồng hồ. Các bạn thấy là mặt số có 6 giờ và có 12 giờ đây. Khá đặc biệt, những cái chấm như thế này. Và những cái chấm như này thì nó không phải họa tiết trang trí, mà nó chính là cái hóa thạch của gỗ cọ. Và cái hóa thạch gỗ cọ này thì có tuổi đời lên tới 70 triệu năm, với ngang với là thời khủng long. Ở khủng long thì tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Và chính vì lý do này, sử dụng cái gỗ hóa thạch này nên chiếc đồng hồ này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 120 chiếc mà thôi. Có một điểm đặc biệt khác trên mặt số này mà tôi muốn nói tới, đó chính là phần kim dây góc 9 giờ. Khi nhìn qua thì các bạn có thể không để ý, nhưng mà chính cái hình mặt trời này này, đó chính là kim dây. Và chúng ta có thấy một tia nắng dài hơn, đó chính là đầu kim dây. Bên cạnh đó thì vẫn là cái cửa sổ ngày quen thuộc thôi. Bộ kim thì được làm từ vàng hồng và được phủ trên phát quang đây. Cùng với đó là bộ cọc số cũng làm từ vàng hồng luôn. Và phần này bạn có thể để ý là có hai cái nửa, một nửa trên màu đen và nửa dưới màu vàng. Và hai cái nửa này để làm gì? Đó chính là phần chỉ giờ cho kim GMT. Nửa dưới màu vàng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, còn ngược lại ở trên là từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng và buổi đêm. Rất là dễ nhìn. Và cây kim GMT này là cây kim uốn éo và có đầu hình tranh lưỡi liềm màu đỏ đây. Nhưng mà thường thì kim này người ta thường sử dụng để chỉ ngày hơn. Nhưng mà lịch ngày chúng ta có đây rồi. Kim này là giờ GMT, múi giờ thứ hai. Ngoài mặt số hóa thạch thì phần còn lại của mặt số là những đường vân ghi lót, vân lượn. Vâng, ăn khớp với cả cái kim GMT này. Góc 3 giờ chúng ta vẫn có cái tên thương hiệu Louis Moinet quen thuộc rồi. Vâng, đó là mặt trước rất là đặc biệt trên đồng hồ này rồi. Còn mặt sau thì như thế nào? Mặt sau thì cũng có nhiều chi tiết liên tưởng tới cái rừng rậm nhiệt đới. Bạn thấy là những cái đường chạm khắc ở đây này, những đường chạm khắc rất là mạnh và có nhiều hình chim muông, cây cối. Vâng, gợi chúng ta đến những cái rừng rậm nhiệt đới ở vùng Đông Nam Á. Ở đây chúng ta có số thứ tự trên đồng hồ 101/120. Vâng, mặt đáy thì làm từ kính sapphire nên là ta có thể thấy bộ máy bên trong luôn. Theo như Louis Moinet nói thì đây bộ máy rất là đặc biệt, với 25 chân kính hoạt động với tần số 28.800 nhịp mỗi giờ. Vâng, nghe thì khá là hoành tráng, nhưng mà cơ bản thì đây là bộ máy STA 7750 được chế lại. Và đây chúng ta có rotor này được thiết kế dạng skeleton và có logo Louis Moinet. Về cơ bản thì bộ máy này không được hoàn thiện ấn tượng lắm. Tôi chỉ đánh giá mức này là mức ổn thôi, không khiến tôi trầm trồ.
Nhưng về cơ bản thì máy ETA thì khá là bền bỉ nên là về độ bền thì bạn phải yên tâm. Vâng, bây giờ tôi thử lên tay chiếc đồng hồ này. Bạn thấy kích thước khá lớn. Nhưng mà được cái càng nối dây nó hơi ngắn. Nên là chúng ta có thể vừa với cả cổ tay của tôi là 16,5 cm. Thiết kế chiếc đồng hồ này thì đem về chúng ta cảm giác khá là hỗn độn. Đầu tiên là kích thước khá lớn và hầm hố. Nhưng mà bên cạnh đó là việc sử dụng chất liệu vàng hồng. Nên là nó lại tạo cảm giác khá là lạ. Vâng, tôi chỉ biết dùng từ lạ. Chiếc đồng hồ Louis Moinet Geograph Rainforest thì có mức giá chính hãng là 22.000 đô la Mỹ. Nhưng mà tất nhiên là đến với gia bảo luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Và để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn hãy truy cập gia bảo luxury.com. Và bonus thêm thì chúng ta có một cái hộp rất là đẹp, được thiết kế giống như quyển sách vậy. Để bạn thấy là quyển sách này có gáy là Louis Moinet này, 1806 ở năm thành lập thương hiệu. Và trông rất là ấn tượng. Bên cạnh đó thì bộ giấy tờ của chúng ta cũng có đầy đủ, và quan trọng nhất là một cái giấy tờ, đó chính là cái giấy chứng nhận như thế này. Và các bạn có thể thấy ở đây, giấy chứng nhận này cho chúng ta thấy là cái hóa thạch được dùng trên mặt số là hóa thạch gỗ cọ. Đây, fossilized palm wood, có tuổi thọ là 70 triệu năm. Và cái hóa thạch này được tìm thấy ở cái vùng rừng nhiệt đới ở Đông Nam Á. Vâng, ở dưới này thì chúng ta có một cái con dấu bằng sáp đây, trông rất ấn tượng, giống như những bức thư ngày xưa vậy, rất là đẹp. Vâng, đến đây là hết video rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.